Chào các bạn. Hôm nay chúng mình xin phép được làm một chủ đề mà rất nhiều bạn đã hỏi thăm lâu nay rồi. Đó là một clip về bộ sưu tập các bảng màu, bao gồm màu mắt, màu má và một chút màu môi nếu có. Thực ra bọn mình đã làm cái tag Perfect Palette tag, nhưng bọn mình thấy là những cái câu hỏi đấy chưa đủ để truyền tải hết tất cả những thông tin bọn mình muốn nói về những cái bảng màu này, cả yêu thích lại không yêu thích. Thế hôm nay sẽ dành thêm một chút đất cho các em tỏa sáng. Vì cũng có khá nhiều bảng màu cần phải đi qua nên chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Bảng màu đầu tiên mà cả hai chúng mình đều thích và đều có nên xin dành đất quảng cáo em ý đầu tiên, đó là Naked Palette. Trời ơi, của mình đã quá kinh khủng rồi, không nhìn thấy chưa đâu nữa. Bây giờ thì Naked đã ra tận Naked 2, Naked 3 rồi, nhưng đối với chúng mình thì Naked 1 vẫn là ngôi sao sáng nhất của bộ sưu tập đấy. Khi mà các bạn mở ra thì sẽ thấy ngay 12 màu được xếp rất là gọn gàng và tất cả các màu ở đây mình đều dùng được, hầu như không có một màu nào là mình không thích. Đúng. Kể cả màu mà nhiều chị chê nhất là màu Saika bởi vì nó lóng lánh quá nhiều và khi đánh lên hơi bị flaky một tí, nhưng mình vẫn rất thích màu đấy. Và tôi đấy là màu mình thích nhất. Mình cũng đánh nó ra trong mắt hôm nay. Riêng mình thì thấy sự cân bằng của các tông màu trong này đều rất là chuẩn, từ màu sáng, màu trung bình và màu tối. Và tất cả các màu đều có texture siêu mềm mịn. Chỉ cần một swatch nhẹ thôi là đã có màu rất là rõ trên tay rồi, không cần phải đưa đến lần thứ hai. Đây là màu Dark Horse mình vừa chấm một phát. Và cũng là một trong những màu mình thích. Nói chung mình nghĩ đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai, nhất là những người có làn da châu Á như chúng mình là hơi có undertone ấm, thì đánh không thể nào mà sai được cái này. Với cả ba màu vừa vặn nào đánh lên mắt cũng đẹp được ạ. Sau Naked 1 thì mình cũng có Naked 2. Thật ra là mình mua Naked 2 trước khi mua Naked 1 bởi vì là mình đã có Lorax nên là mình muốn tìm đến một cái bảng màu có tông lạnh hơn, nên là mình đã chọn mua Naked 2. Về bao bì thì mình Naked 2 mình thích hơn hẳn Naked 1 bởi vì nó bằng sắt và mở ra mở vào rất chắc chắn thay vì là bằng hộp giấy nhựa, hộp giấy như là Naked 1. Thật ra thì mình cũng rất thích các màu ở bảng Naked 2, nhưng mà không hiểu sao trong tất cả các em thì mình vẫn dùng ít em này nhất. Tiếp theo sau Naked 1 và 2 thì tất nhiên sẽ là Naked 3. Em này thì có bao bì tương đối giống Naked 2 nhưng mà lại có tông màu rose gold rất là hot hiện nay. Rất là hot hiện nay. Đúng với cái tông màu rose gold chủ đạo thì tất cả các tông màu trong này đều hơi mang hơi hướng một chút hồng và khá là nhiều màu có nhũ. Nói chung để hỏi mình đây có phải một cái palette hoàn hảo cho việc make up hàng ngày hay không thì mình nghĩ là không cho lắm. Nói chung là chỉ sau một tuần thì mình đã bắt đầu thấy rất là chán và những cái sự kết hợp của màu sắc nó không được khác nhau cho lắm ý. Đánh hôm nào trông cũng sẽ tương tự như nhau. Mình nghĩ đối với những bạn thích trang điểm nhạt nhạt hoặc là không quá đậm đà bắt mắt thì có thể tìm đến Naked 3, bởi vì số lượng các màu nhạt thì chiếm gần hết bảng màu. 10 cái màu đầu tiên này mình thấy nó y hệt nhau. Nếu mà bạn chưa có một bảng màu mắt nào để bắt đầu thì mình nghĩ Naked 3 không phải là sự lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng nếu mà bạn đã có Naked 1 và 2 rồi thì làm sao mà thiếu Naked 3 nữa, không phải có tình yêu ấy được. Nhưng mà nếu mà tiếp tục ra Naked 4 thì phải suy nghĩ đã chứ không phải cái nhắm mắt mà mua như thế được. Với cả Nose Serum Naked thì mình cũng phải luôn Naked Basic. Em này là em đầu tiên mình mua trước khi bỏ tiền ra tất cả những em mua những em Naked to kia, bởi vì em này chỉ có 6 màu thôi. Nếu mà những bạn mới make up mà không muốn bị loạn xì ngầu với tất cả những cái màu kia thì có thể đi có thể lựa chọn cái em Naked Basic này đầu tiên. Điều này còn rất là yêu thích nên vì tất cả các màu của nó đều là màu matte. Có mỗi cái đầu tiên thì hơi shimmer rất nhẹ. Thế nên sẽ phù hợp cho những ai mà không muốn đánh mắt cái kiểu mà để người đối diện có thể biết là mình đang make up, muốn đánh một cách rất tự nhiên nhưng mà vẫn đủ tạo ra sự khác biệt. Thời kỳ đầu mình mua cái này là hồi cũng mới bắt đầu tập tè, mua một hai cây chổi để make up thôi nên là thích đánh những màu matte. Và em này kích thước vô cùng nhỏ, gọn, còn nhỏ hơn cả cái iPhone nữa nên là đi đâu mang cái này đi là hoàn chỉnh rồi, không cần lo lắng gì thêm. Bên ngoài Naked thì có một đối thủ vô cùng đáng gờm khác, nó chính là Lorax Pro Palette. Bọn mình thì đều là fan cuồng của em này và không biết đã khoe bao nhiêu lần trên blog, trên các clip trước. Thực ra ai mà đã từng dùng qua em này cũng sẽ thành fan cuồng cả. Mình chắc chắn là như thế, không ai có thể bảo là tao không thích Lorax Pro cả. Mọi người sẽ bảo là mày biết à. Nghe cái tên đã biết là Pro là chuyên nghiệp, bởi vì nó là sản phẩm make up dành cho phim ảnh và các ngôi sao đi dự thảm đỏ. Dễ hiểu tại sao mà mình lại thích em này đến thế. Trời ơi, một bảng màu với giá còn rẻ hơn cả Naked mà có tận 16 màu. Chưa kể một nửa là hoàn toàn matte và một nửa là shimmer. Quá thông minh ý ạ, mình thấy đấy là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Với các tông màu sáng, trung bình, tối cũng lại là một sự cân bằng rất là hoàn hảo. Và chưa kể về độ đậm đặc sắc tố thì vô địch, không có đối thủ. Khi mà dùng em này thì thấy Naked lưu tiêu thôi ạ. Thế
nên mình vừa chạm tay vào ba màu cuối cùng và nó đã lên màu rất mạnh rồi, nên là khi dùng Lorax lần đầu tiên các bạn hãy cẩn thận. Là nhẹ tay tí màu nữa thôi, sau vài lần thì các bạn sẽ quen thôi. Tranh thủ Lorax thì mình cũng khoe luôn bảng Lorax Mint Limited Edition này. Mình thấy là tất cả các màu này mình đều dùng được trừ màu xanh bạc hà này. Cái mắt thế nó mới đắt lên như thế. Nhưng màu xanh bạc hà này hôm nay lại vô tình là màu chủ đạo của cái hàng đấy. Em này vì nó tên là Mint Edition. Mình thích nhất là ba màu ở dòng cuối. Các bạn sẽ thấy là hầu như mình chỉ dùng ba màu này. Và màu má này cũng rất đẹp, có một chút nhũ. Mình không biết bây giờ nó còn bán không, nhưng mà hồi mình mua đúng là quá vui sướng vì đã giật được cái em này. Nói về bảng màu đầu tiên trong cuộc đời thì khi Loan sắm Naked Basics, mình đã sắm em này. Đây là NYX Nude on Nude Eyeshadow Palette. Đây là một tình yêu suốt 1-2 năm liền của mình. Trong này có 20 màu, cũng cắt tông màu neutral, và có màu lạnh, màu nóng, nhà trung bình đậm, nói chung mình rất thích. Thực sự là để so sánh về độ pigment thì của NYX khá là tốt so với thị trường nói chung, nhưng mà tất nhiên là vẫn chưa đạt được đến trình độ như Naked với cả Lorax Pro. Nhưng mà để làm một palette bắt đầu cho người makeup thì mình thấy đây là một lựa sửa chọn rất thông minh. Ở dưới lại còn có một bảng các màu môi mặc dù mình không bao giờ dùng. Nói chung là mình rất thích, các màu đều rất dễ đánh. Tháng 5 vừa rồi có một loạt các bạn về Việt Nam nghỉ hè nên mình đã tranh thủ sắm thêm em Urban Decay Shadow Face Case này. Đây là một bảng màu rất thông minh. Thông minh thế nào mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Khi mở ra, ngăn đầu tiên có 6 màu, có một cây bút kẻ mắt, mình lại không biết mình đang để đâu rồi, mình vẫn chưa tìm thấy nó, và một cây chổi đánh son. Sau đó mở ngăn dưới ra, sợ rồi ơi. Và ngăn thứ hai có phấn má, bronzer và highlighter, và thêm một cây chổi môi nữa. Cả hai ngăn đều có gương để các bạn soi dễ dàng. Và kích thước của em này cũng rất nhỏ gọn. Mình nghĩ đây là một lựa chọn tối ưu cho việc du lịch. Chắc các bạn cũng nhớ mình đã chia sẻ điều này ở clip trước. Nhưng mà vỏ lại còn đẹp nữa chứ. Vỏ lại còn rất cá tính và Lady Gaga. Nên mình vô cùng ưng ý với em này. Và hồi đấy mình mua lúc nó còn sale nhưng chỉ có $20 gì đấy. So với một bảng màu của Urban Decay thì quá là một lựa chọn, quá là công nhận. Bargain. Nói chung mình chưa đồng ý. Thực ra nói đến đoạn này thì mình mới nhớ ra bảng màu đầu tiên của mình không phải là NYX Nude on Nude mà là em này. Nói chung hồi đấy mình và mấy đứa bạn mình lần đầu tiên mua bảng màu mắt đã nghĩ là tại sao lại mua những cái màu đấy, nâu nâu xám xám cái kia, không, kia. Đã mua thì lại phải mua những cái thứ như thế này. Chết hết rồi, cái khổ. Thực ra chết hết rồi các bạn ạ, để mới là ngăn đầu tiên thôi. Và đây là có 88 màu rực rỡ của VH Cosmetics. Rất là kinh khủng, nhìn lóa mắt luôn ạ. Mình choáng luôn, lần đầu tiên mình kiểu hoa mắt. Thực ra những ai mà đã trải qua cái giai đoạn thích mắt màu này thì sẽ thấy những bảng màu như này rất là tuyệt vời, mình có thể kết hợp. Ôi hôm nay mình sẽ đánh xanh hồng vàng như chị Michelle Phan hướng dẫn trong clip mùa xuân. Nhưng mà khi mà đã qua cái phase rồi sẽ nghĩ là khiếp, bây giờ là sao giả cho màu xanh lên mắt nữa, hơi kinh khủng. Nhưng mà dù sao đây cũng gọi là gì nhỉ, kỷ niệm của một thời thử nghiệm make up của mình rất là thành công, mình rất thích. Thực ra bây giờ đi những cái event buổi tối gì đó mà cần trang điểm rỡ hay là khác lạ một chút thì mình cũng vẫn sử dụng, nhưng mà chỉ dùng sẵn một màu trong 8 màu này. Không có xanh hồng vàng như chị với nhau nữa. Và để chốt lại danh sách các bảng màu mắt thì mình xin giới thiệu em Galaxy của Clinique. Không giống như Diệp, mình chưa bao giờ trải qua giai đoạn thích các loại màu mắt có màu. Tôi thích. Nên là mình không biết làm gì với em này. Bình thường với những em mình không dùng thì mình sẽ tặng giveaway cho các bạn ngay, nhưng mà em này có rất nhiều kỷ niệm với mình. Đây là hồi mình mới đi làm clinic và có một cuộc thi nho nhỏ xem ai bán được nhiều cái này cái kia hơn, và mình đã chiến thắng ngay trong lần tham dự đầu tiên mà còn là nhân viên mới nữa, nên là mình được thưởng một bảng màu mắt như thế này. Hay quá, hạnh phúc, cầm bảng này trên đường về ngồi trên xe buýt ngắm phút mãi. Nhưng mà từ nay đến nay vẫn chưa dùng được một tí nào, hy vọng là trong ngày không xa, một ngày nào đó mình ngủ dậy và thích đến màu mắt xanh thì mình sẽ đã đến lúc mình sẽ thử em này. Sau mắt thì không thể thiếu các bảng màu dành cho má, bronzer, highlighter, và một cái bảng mà mình đã quảng cáo khá nhiều rồi đó là em của Lancôme này. Em này thì có giá cả hơi chát một tí. Đây là quà của mẹ mình mua cho mình khi mẹ mình đi Nhật thì phải. Nhưng mà mình rất ưng ý với em này bởi vì màu má thì có chút nhũ, trông rất là bắt mắt. Còn màu bronzer thì lại
matte. Và em này có khá là đậm đà sắc tố nên mình mỗi lần dùng chỉ dám chấm một phát xong rồi kiểu rất nhẹ nhàng kiểu. Nhưng mà đẹp nhờ nó có ánh vàng nữa, cứ như là kiểu orgasm của NARS. Rất giống orgasm của NARS. Nên là mình rất thích em này và cũng là quà của mẹ mua cho nữa nên mình cố gắng dùng chậm để không bao giờ hết. Nói đến quà của phụ huynh tặng, mình cũng có một sản phẩm rất kinh dị như thế, đấy là Dior Amber Diamond Powder Shimmer. Cái này là của bố mình tặng trong một dịp cũng đi công tác đâu đó. Đây là một bảng màu shimmer siêu đẹp. Ở đây nó có tận 5 độ màu khác nhau và bạn có thể cùng dùng chúng một lúc hoặc là chỉ chọn những cái nhẹ hơn để highlight ở trên góc mắt, màu má. Nói chung lần nào mình dùng cái này mọi người cũng bảo ôi cái sao đẹp thế, mình kiểu sẽ nhìn rất kỹ sẽ là cái gì. Có rất nhiều loại highlight mang tông lạnh nhưng mình thấy cái này mang tông ấm rất là chuẩn và phù hợp trên mọi loại da khác nhau. Mình cũng vài lần nghịch thử lên tay và thấy nó rất là long lanh lóng lánh, đẹp dã man. Không hiểu lên mặt thì nó như thế nào, rất đẹp. Và cũng rất đắt tiền, một mình sẽ không bao giờ bỏ ra từng này tiền mua thẳng mồm hết rồi. À quên mất, đáng nhẽ vừa nãy lúc khoe các sản phẩm Naked thì mình phải khoe luôn Naked Flush. Mình không muốn mọi người nghĩ là mình là một đứa yêu mù quáng vào Urban Decay, nhưng mà thật sự là tất cả các bảng màu của Urban Decay đều vô cùng đẹp và hữu ích. Đây là em Naked Flush, bao gồm vẫn là bronzer, highlighter và phấn má. Nhưng cả ba màu này mình đều thích. Lần nào nó có đấy mình cũng chỉ có thể đem được các thứ khác. Nhưng mà vẫn các yếu tố như là bronzer matte. Mà cái màu bronzer này không quá đậm. Mình highlighter siêu đẹp. Mình không muốn đánh bronzer quá rõ ràng thành các đường vệt trên mặt. Và màu bronzer này khá là nhẹ nhàng. Còn highlighter thì có rất nhiều nhũ, chỉ cần quệt một tí và cho lên gò má là trông đã sống động như cái chị Hàn Quốc. Đẹp. Nói chung là mình rất thích em này. Và màu này cũng rất được yêu thích mà. Nếu mình nhớ không nhầm thì giá là $30 cho cả một cái full size bronzer, highlighter và phấn má nữa. Nên thật sự chia ra nó là một sự lựa chọn không hề đắt đỏ một chút nào. Thì còn một bảng màu má này nữa, có 3 màu của Sleek. Đây là bảng màu tên là Lace. Sleek là một hãng mỹ phẩm nội địa của Anh. Trong này có 3 tông màu da cam. Nói chung riêng về những loại phấn má màu da cam thì màu nào da mình cũng chơi được. Nhưng mà thực sự em này thì quá là đậm đà sắc tố. Và đậm đà sắc tố đến nỗi nó cũng trở thành cái nhược điểm của em ý. Tại vì vào những cái hôm mình không thể ngồi trước ánh sáng tự nhiên, mình cũng dám tự tin để đánh em này. Tại vì chỉ cần cho lên má một tí thôi nó đã quá đậm rồi, không thể nào mà blend ra được. Thế nên mình có một tình yêu bình thường với em này. Nhưng mà vì giá quá rẻ nên cũng không ra cả. Thế là bộ sưu tập palette của chúng mình đã hết thôi. Hy vọng đã có một chút thông tin gì đó giúp ích cho các bạn, nhất là cho những bạn nào đang tong tia em nào đó trong hai bộ sưu tập của chúng mình. Còn rất nhiều các bảng màu mắt khác đình đám và hay ho mà mình muốn mua nhưng mà không biết đến bao giờ mới dùng hết những em này đây, nên là thôi cứ cố kiềm chế đến khi nào có thể kiềm chế được nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nhé. Bye. Quan niệm của bạn về cái đẹp là gì? Đối với mình, một người con gái đẹp là một người trước hết là người tự tin. Thôi mẹ ơi, mình trả lời mình giống hoa. Mình trả lời mình giống hoa.